ngày 5 tháng 11, đồn biên phòng Cửa Đại đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này vừa phối hợp với ngư dân đưa chú cá heo lội bờ ra biển. Khoảng 5 giờ cùng ngày, ngư dân phát hiện chú cá heo nặng khoảng 100 kg có dấu hiệu kiệt sức mắc cạn cách đồn biên phòng Cửa Đại tầm 100 mét. Chú cá heo lội bờ vừa được lực lượng biên phòng cùng ngư dân hộ tống ra biển. Ảnh Thắng Trần. Tiếp nhận thông tin, 5 cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng Cửa Đại khẩn trương tiếp cận vị trí cá heo đang gặp nạn. Lúc này, chú cá có dấu hiệu kiệt sức với những vết trầy xước. Sau khi hồi phục sức khỏe cho cá heo, lực lượng biên phòng phối hợp với một số ngư dân dùng ghe để đưa nó ra ngoài khơi. Đến 8 giờ cùng ngày, khi đến khu vực có mực nước sâu và chú cá có thể tự bơi được, chúng tôi mới yên tâm quay về bờ, cán bộ đồn biên phòng Cửa Đại nói. Cách đây không lâu, biển Cửa Đại từng xuất hiện đàn cá heo trăm con khiến nhiều người thích thú. Cụ thể, sáng 4 tháng 10, du khách di chuyển bằng cano từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm ngạc nhìn thấy đàn cá heo đang bơi tung tăng trên vùng biển này. Nhiều người dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển.